Tôi có quen một người bạn, anh này bị ung thư phổi nặng, mời tôi đến, tôi bảo anh không được ăn sữa nhá. Ông bảo chứ nhưng mà tôi nghiện rồi, con em tôi nó làm công ty sữa, nó mang sữa đến tôi ăn sữa, giờ không có sữa tôi không chịu được. Vậy thì thôi, coi như chúng ta vĩnh biệt nhau thôi. Và tôi bắt tay ông vĩnh biệt, 2-3 ngày sau thì báo tin là đã chết. Nó là như thế đấy. Tác hại của ăn đường ăn sữa cũng rất tệ. Xin không có thì giờ tôi chỉ xin nêu như thế, mà trong quyển sách đã nêu rồi. Rất nhiều nước từ khi mà ăn sữa tăng lên thì bệnh tật tăng rất nhiều, và đặc biệt ung thư tăng rất nhiều. Rồi ăn đường cũng vậy, tế bào ung thư rất thích đường, có thể tiêu hóa đường với bất kỳ một tỷ lệ bao nhiêu cũng tiêu thụ hết. Cho nên ở các nước đã thấy cái tăng đường, đường mà tăng lên là bệnh tăng lên. Đáng buồn rằng tình trạng này bây giờ hai thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và Sài Gòn là hai tập trung, hai nơi tập trung trí tuệ nhiều nhất, các nhà khoa học nhiều nhất, nhưng chỉ có hai tỉnh này mới phát động phong trào về sữa cho học đường. Tôi đã lớn tiếng nói rất nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không được, bởi vì cái ngành sản xuất sữa nó người ta công khai công kích tôi. Ông Vương ông ấy nói phản khoa học là như thế, ăn sữa nguy hiểm vô cùng, nếu như mà bị bệnh ung thư phổi mà ăn sữa thì bảo đảm chắc chắn 100%. Tôi có quen một người bạn, anh này bị ung thư phổi nặng, mời tôi đến, tôi bảo anh không được ăn sữa nhé. Ông bảo chứ nhưng mà tôi nghiện rồi, con em tôi nó làm công ty sữa, nó mang sữa đến tôi ăn sữa, giờ không có sữa tôi không chịu được. Vậy thì thôi, coi như chúng ta vĩnh biệt nhau thôi. Và tôi bắt tay ông vĩnh biệt, 2-3 ngày sau thì báo tin là đã chết. Nó là như thế đấy. Đường cũng vậy, trẻ con mà ăn đường là sao? Đường với sữa thì đều tạo thành axit, và axit là gì? Tí nữa tôi sẽ nói axit rất tệ hại. Trẻ con mà ăn đường nhiều học trệ sốt, chớ có dạy mà cho nó ăn đường. Tác hại con nhiều trái cây cũng vậy, trái cây nó rất âm, cho nên ăn nhiều trái cây cũng không tốt. Khoa học bây giờ khuyến khích ăn trái cây, trái cây có cái rất hay của nó, chúng ta không được bỏ nó, nhưng đừng có ăn nhiều nguy hiểm lắm, nhất là đến cái mùa người ta thống kê là gì, các cái vụ dịch chết nhiều người toàn rơi vào cái mùa hè, cái mùa mà trái cây phát triển. Ở Việt Nam ta tôi được theo dõi rất rõ, khi mà cái quả gì nhỉ, vải thiều rộ lên một cái là bắt đầu gì, bị cái bệnh viêm não Nhật Bản rất phát triển, và các nhà y tế của Viện Pasteur Trung ương tôi được biết là nghi là vải thiều là nguyên nhân gây ra bệnh viêm não Nhật Bản. Tập trung các nhà khoa học đầu ngành nghiên cứu rất nhiều, tốn kém rất nhiều, đi đến kết luận. Trong khi đặt vấn đề nghiên cứu ấy thì sao, rất nhiều các chuyến chở vải thiều đến cầu Long Biên đổ đi, nhưng sau đó các nhà khoa học tuyên bố không, vải thiều không liên quan gì đến bệnh viêm não Nhật Bản, thế là vải thiều lại lên ngôi. Thế bà hỏng hết, tuyên bố là nó ảnh hưởng, nó gây là nguyên nhân cũng sai mà không ảnh hưởng cũng sai. Bởi vì sao, ăn vải thiều rất âm tính, và âm tính thì tạo điều kiện cho virus viêm não Nhật Bản phát triển. Nó liên quan là liên quan tới âm dương, mà hầu như khoa học Tây phương thì không biết về âm dương, cho nên không giải thích được vấn đề này. Nó là như vậy.